Chào các bạn đã trở lại với kênh Quân Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái nút này à, Like, subscribe và quả chuông à, Thì khi mà cái kênh youtube của mình á Mà mình quay video xong thì trong cái quá trình đó Mình sẽ xuất hiện một vài lần để mà nhắc nhở người ta Là nhớ đăng ký kênh Để mà giúp cho kênh mình nó có thể tăng được cái lượng subscribe Và người ta bấm vào quả chuông thì khi video của mình ra đó là nó thông báo liền đến người ta thì người ta sẽ coi thì mình có cái lượng xem lớn hơn thì cái hành động này nó cũng rất là nhỏ nhưng mà nó cũng cần thiết cho trong một cái video thì mình thấy có nhiều bạn là đau ở trên mạng về cho nên là nhìn nó không có chất á thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm à, một cái à, nút như thế mà một cách cũng không có khó rất là dễ mất chắc nằm khoảng à, 10 phút gì đó các bạn ngồi mò một xíu là ra thì mình chỉ các bạn khoảng à, 7 bước để các bạn có thể làm theo rồi thì các bạn cùng nhìn vào cái màn hình của mình ha Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà làm nút like, subscribe và bấm vào quả chuông à, như thế nào nha One Business thay đổi để tiến lên Hãy ủng hộ kênh mình cách bấm like và subscribe Chào mọi người thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái nút này ha Đây rồi thì mình sẽ làm qua 7 bước để tạo ra nút subscribe này Bước đầu tiên đó là chúng ta download cái app Kymaster thì cái này chắc mọi người đều biết rồi ha mình mở app store hoặc là set play để mình đau về cái bước thứ hai đó là mình đau cho mình một cái ảnh màu xanh lá rồi thì mình chỉ cần vào cái google thôi mình gõ là green à, hoặc là chữ xanh lá cũng được rồi mình gõ vào cái hình biểu tượng này nè để mình tìm cái chữ hd đó là mình tìm những cái logo mà nó có cái độ phân giải cao rồi mình bấm vào thì mình lưu nó về thôi lưu ảnh về là xong đó, còn app thì mọi người biết ha, mình chỉ cần gõ cái chữ Kai Master là được rồi. Rồi tiếp theo là mình mở cái app để tạo cái video này lên. Này. Rồi ở đây có chữ tạo mới. Chúng ta tạo mới ha. Rồi mình tạo mới luôn. Rồi đây là cái trình diện đầu tiên của cái Kai Master. Thì chúng ta sẽ mở cái Media lên nè. Rồi tiếp theo là chúng ta chọn cái ảnh bên góc trái. Để mà chúng ta add cái video lên. Chúng ta add cái ảnh lúc nãy mình đau về đó. Mình nói nhầm cái ảnh màu xanh. Đây mình áp lên Rồi nó sẽ có khoảng uh, 4 giây ha. Rồi cái bước tiếp theo của cái việc này nó là cái gì nữa đây Rồi mình sẽ uh, Tiếp theo cho các bạn ha Mở app tìm nút subscribe và tìm âm thanh Rồi bây giờ chúng ta sẽ Tìm bằng cách đó là mình vào chữ lớp nè Rồi mình vào nhãn dán nè Mình vào cái hình store trên góc phải nè rồi mình tìm vào cái chữ biểu tượng ở trong đây nó có rất là nhiều thì mình có thể sạch nhanh nó là SNS. Rồi, à, ở đây nó có nút uh, like surprise nè. À, mình tải về, bấm vào tải về mình đã cài rồi. Ở à đây nó có những cái nút khác nữa nè, mình đã cài về rồi. Đầu tiên mình vào chữ lớp nè, mình vào Rồi, mình sẽ đi kiếm xuống cái nút đó, cái biểu tượng uh, đó, này. Rồi, mình sẽ bấm vào cái này để add nó ra. Đó, đơn giản ha. Tiếp theo đó là mình muốn um, có hình quả tim nữa hay gì đó thì mình cứ để ra vậy thôi đó, mình áp ra đó. rồi đây like and surprise mình kéo cho nó lớn ra rồi bước tiếp theo nữa của cái bước này đó là chúng ta tìm cho mình được một cái âm thanh sau đó là tới một cái logo rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái âm thanh mà khi mà mình bấm like surprise và quả chuông ha ở đây nó chạy mới có một đoạn ngắn nè mọi người bấm vào mọi người kéo cho nó tới cùng luôn À, để cho nó có thể giữ lâu hơn nè like, subscribe và quả chuông. Đó. Rồi nếu mọi người thấy nó lâu quá thì mình sẽ kéo xuống thôi, mình kéo lại cho nó còn khoảng 3 giây thôi, 3 giây rưỡi. Rồi bây giờ chúng ta qua phần âm thanh, mình vào âm thanh, rồi mình cũng vào cái kho nè, đó, kho ngay đây, thì mình đi tìm cho mình cái biểu tượng, ví dụ như là chuông đó, chuông, thì ở đây nó có chuông một, hai, ba, nè mọi, mình chọn cái chuông một nè, mình tải về. Vô bạn chọn chuông hai nè, thì bạn tải về, đó. Rồi, cái còn lại thì mọi người đánh chữ kia là từ bóp. Đó, mình mọi người tải về. Rồi, để làm sao chúng ta lấy ra. Vào chữ âm thanh nè. Rồi, ở đây nó có chữ SFX nè. Rồi, mọi người chọn chữ bóp nè. Rồi, thì xuất hiện thì mọi người bấm vào dấu cộng. Đó, chạy tới xíu đây, bấm cho nó thêm một tiếng bóp nữa. Rồi, tiếp đây thì chúng ta sẽ chuyển qua cái chuông. Thì mình chọn cái chuông ha. Rồi, đây mình bấm vào cái bell 3, mình bấm vào dấu cộng. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cho mọi người coi nha. Đó. Đó. Thì đây nó sẽ chạy đây nè, bấm chuông cái kiểu bóp nè, bấm kêu cái bóp cái nữa nè. Đó, rồi tới chỗ này là nó kêu cái chuông kêu cái pang. Rồi. Thì um, ở đây bước tiếp theo là mình hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mình add cái logo mình vào cho nó xịn sò. Thì mọi người bấm vào chữ lớp nè. Mình vào media nè. Rồi mình vào chữ ảnh nè. Để mình tìm cái logo của mình. Của mình ở đây. Rồi thì logo nó sẽ có hai loại ha. Đầu tiên thì à, nếu mà nó không phải là một hình tròn thì mình hướng dẫn cho mọi người á, cái hút màu đó là bạn chọn ghép nền nè. Rồi mình bật cái tính năng này lên thì nó sẽ hút mất cái màu xanh của mình đi thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cho nó hút màu trắng đi. Đó, rồi cái logo bị mờ đúng không? Số 28 nè, mọi người kéo nó lên. Rồi, như vậy thôi. Là cái logo mình bây giờ mình chỉnh lại vừa thôi. Đó. Là xong. Rồi thì bây giờ á mọi người thấy nó hơi đơn điệu đúng không cho nó có có hiệu ứng xuất hiện Đây thì mình sẽ bấm vào trong ảnh nè Nó sẽ bung ra Rồi ngoại ảnh có nghĩa là cái điểm ao á Mình cho nó mờ dần Rồi đây mình mấy lại ha à. Mờ dần này mình chọn rồi hả ta Ok Do nó kéo dài ra ngoài tới ngoài cùng nè Mọi người bóp lại đây là một cái lỗi nhỏ thì mọi người cũng lưu ý luôn Đó rồi như vậy thôi Còn cái mà ví dụ như mọi người muốn cái logo của mình á Mà nó là một hình tròn luôn Thì mình hướng dẫn thêm cho lại cho mọi người ha Mọi người cũng vào Meda nè Mình sẽ load cái logo của mình lên Mình vào ảnh nè Để mình load cái logo của mình lên Rồi đây Rồi bây giờ mình muốn rớp tròn Thì mọi người vào cái chữ cắt nè Rồi bật mặt nạ lên Sau đó hình dạng Mọi người bật dấu tròn lên Ok Rồi bây giờ mọi người sẽ rớp nó vô cho nó Nó thành hình tròn thôi đó, kéo, kéo rồi bỏ thả nữa. OK, mọi người bấm bên ngoài là nó sẽ xong. Rồi bây giờ mình sẽ Rất vào một chỗ nào đó. Đó, mọi người thấy chưa? Mình để vô thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái này luôn, mình để cái này luôn, nhìn cho nó sáng sủa ha. OK, đây. Rồi như vậy đó là đã xong rồi đó. Mình uh, cho nó bung ra. Mình sẽ cho nó mờ dần. Rồi cái nút này nó cũng mờ dần luôn. Đây. Rồi, test lại lần cuối. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xuất và ra thì chúng ta bấm vào cái hình ở góc phải trên cùng nè. Bấm vào thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ là 4K để cho nó phù hợp với tất cả các loại video luôn. Rồi, lưu. Thì trong quá trình lưu chúng ta không được tắt cái phần mềm này ha. Nó lưu cũng rất là nhanh. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà áp nó vào video của mình luôn. Rồi, mình tạo mới một cái dự án nữa. Mình áp media của mình vào. Đây mình add cái video mà mình mới vừa quay xong Đây mình add lên Rồi Đây lúc đây mình nói Hồi nãy lúc nãy mình nói á Nó sẽ có cái hình mà chỉ ngón tay ngay đây nè Đúng không? Rồi bây giờ mình cho nó xuất hiện đúng cái chỗ mình đang nói Mình bấm vào cái chữ lớp nè Mình bấm vào chữ media Rồi mình sẽ add cái video của mình nãy mới xuất ra Đây Rồi mình bỏ vô cái chỗ này Rồi đây khi mình nói nó sẽ nhảy ra đây à, làm cái nút này à dài thì nó có nguyên cái màu xanh thì nhìn thấy nó kỳ quá đúng không mọi người thấy đúng không rồi bây giờ thì chúng ta sẽ hút cái màu xanh này bỏ đi đây chúng ta sẽ vào phần ghép nền mình bật nó lên rồi mình chọn nó là cái màu xanh lá đậm nè đó rồi bây giờ nó hút luôn cả cái chữ mình rồi thì mình sẽ tăng số 28 lên cho nó rõ nét số 50 nè nó hút mạnh quá đó mình tăng lên luôn nè ha tăng một phần lên đó mình thấy chưa đây ngay chỗ này rồi, số 49 nè, đó. Mình chỉnh chỉnh sao cho nó vừa, tùy theo cái màu sắc mỗi logo nó có cách hút khác nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó vừa phải lại ha, này vừa phải lại. Róp nó nhỏ lại. Rồi, bây giờ mình test cho mọi người xem nha. Làm cái nút này. À, like subscribe à, à, rồi, nó mất dần đúng chưa? Rồi, cao thấp thì do mọi người cách mọi người để thôi, và mọi người muốn để đâu. Đó là cách trang trí và setup của mọi người các bạn làm cái nút này à, like à, spray cái này là chúng chung. ta sẽ làm và chúng ta để riêng một cái cho mình luôn còn nếu mà mọi người quên làm mọi người chưa biết thì mọi người có thể làm nhanh luôn là bằng cách mình lớp nè mình vào dán nhãn nè rồi mình có thể tìm được cho mình cái biểu tượng trực tiếp hồi lúc nãy mình đâu về luôn ví dụ như like surprise nè rồi ok rồi mình có thể làm trực tiếp từ đây luôn rồi mình vào phần âm thanh mình vào phần bóp bóp ha mình áp nó vào rồi nó nhích xíu cái nó bóp cái nữa thì như vậy đó rồi mình muốn muốn quả chuông xuất hiện thì mình bấm vào chuông mình dấu cộng nó xuống ở đây nó chưa có quả chuông thì ngay cái lớp này mình vào dán nhãn mình lấy quả chuông xuống đây mình áp quả chuông vào rồi đó rồi chỉ như vậy thôi đó là chúng ta làm trực tiếp ở trong video của mình luôn nhưng mà làm như vậy á, thì cứ cực cho mọi người cứ mỗi lần mọi người làm á là mọi người cứ phải vô mọi người áp là như vậy lần thì chúng ta tạo ra cho mình một cái file như thế này á, thì nó sẽ tiện hơn mỗi lần á, chúng ta cần việc add nó vào và hút cái nền là xong rồi Đây mình test cho mọi người xem ha quá trình đó mình sẽ xuất hiện một vài lần để mà nhắc nhở người ta à, là nhớ... kiểu như vậy đó là sau đó là mọi người đã có được cái nút like subscribe và quả chuông thì cái hình icon này nè đẹp xấu á, là do do mọi người đi tìm tìm cái nút nào cho nó phù hợp với mình thôi à, còn cái cái mình đang chỉ mọi người là cái cơ bản là nút like subscribe quả chuông và cái logo À, đẹp xấu là do mọi người ha con công cụ thì họ đã có hết rồi còn cách làm thì mình cũng vừa hướng dẫn cho mọi người à, chỉ như vậy thôi rồi mình bắt đầu mình xuất cái file của mình ra thôi đó rồi vậy là mình có thể đăng lên được video thì cái này là mình cái bản character của mình á là mình có mua bản quyền cho nên nó không có logo còn nếu mà bạn không mua bản quyền á thì nó sẽ bị dính cái logo thì cái nút này nè mà nếu có dính logo thì cũng không sao cả ví dụ mình mở lại trong người xem ví dụ có dính cái logo ở trên góc trên cùng nè thì mọi người á vào cái chữ cắt nè đây, mình sẽ rớp nhẹ xuống một cái cho nó mất cái logo trên. Đó. Vậy thôi. Sau đó là mình chọn vào nó rồi mình bấm vào hút ghép nền. Đó, để mình hút đi. Rồi ok mọi người, thì cái video trước đó là mình có hướng dẫn cho mọi người cái cách mà sử dụng phần mềm Kai để mà dựng video á, từng bước từng cái công cụ trong đây như thế nào luôn. Thì mọi người cần mọi người có thể coi lại cái video đó để mà biết cách sử dụng cái ứng dụng Kai này. Còn cái video này thì mình đã hướng dẫn cho mọi người cái cách tạo ra cái nút like và subscribe và cái logo của kênh mình để nó thân thiện gần gũi hơn với người dùng và mình có thể kêu gọi người dùng mà subscribe kênh của mình nhiều hơn để mà mình có thể tăng lượng subscribe và cái quả chuông mà khi ra video người ta xem nhiều hơn. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.